Houthi dọa nhắm bắn tàu Israel trên Biển Đỏ. Thủ lĩnh Houthi cảnh báo lực lượng này sẽ tăng cường tập kích Israel và có thể nhắm vào tàu của Tel Aviv ở Biển Đỏ và El Bab al-Mandab. Chúng tôi sẵn sàng theo dõi và tìm kiếm bất kỳ tàu Israel nào ở Biển Đỏ, đặc biệt là ở El Bab al-Mandab và vùng biển gần Yemen, thủ lĩnh lực lượng Houthi Abdul Malik al-Houthi nói hôm nay. Theo ông Houthi, tàu Israel phải ngụy trang khi di chuyển ở Biển Đỏ, đặc biệt là ở El Bab al-Mandab, không dám treo cờ Israel và tắt thiết bị nhận dạng. Houthi sẽ tìm kiếm và xác minh các tàu nghi thuộc Israel và không do dự nhắm bắn vào chúng. El Bab al-Mandab là cửa ngõ hẹp nằm ở giữa Djibouti và Yemen. Đây là một trong những tuyến hàng hải đông đúc nhất thế giới, vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thế giới tiêu thụ. Houthi là nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn đang kiểm soát nhiều phần lãnh thổ ở Yemen, bao gồm thủ đô Sana'a. Lực lượng này đối đầu với liên minh quân sự do Ả Rập Saudi dẫn đầu, bên can thiệp vào Yemen từ tháng 3 năm 2015 nhằm khôi phục chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Abdul Mansur Hadi đang sống lưu vong. Phát ngôn viên Houthi Yahya Say cùng ngày tuyên bố lực lượng này đã phóng hàng loạt tên lửa vào các mục tiêu ở Israel. Trong đó có những vị trí nhạy cảm ở thành phố Eilat, cửa ngõ thương mại chính của Israel qua Biển Đỏ. Say cảnh báo Houthi sẽ không do dự nhắm vào tàu của Israel ở Biển Đỏ hay bất kỳ nơi nào mà lực lượng có thể tiếp cận. Trong khi đó, quân đội Israel nói đã dùng hệ thống phòng không Arrow đánh chặn một tên lửa ở gần Biển Đỏ, nhưng không nêu bên nào đã khai hỏa. Houthi trước đó đã tập kích UAV và tên lửa vào Israel nhưng đều bị tàu chiến Mỹ và IDF đánh chặn. Hải quân Israel ngày 31 tháng 10 thông báo điều các tàu tên lửa tới Biển Đỏ để củng cố năng lực phòng thủ. Động thái diễn ra trong bối cảnh Israel đang trong tình trạng chiến tranh với Hamas. Lực lượng kiểm soát dải Gaza. Hamas ngày 7 tháng 10 bất ngờ tấn công miền nam Israel gây thương vong lớn, buộc nước này phải đáp trả. Houthi tuyên bố nhóm là một phần trong trục kháng chiến nhằm vào Israel. Trục này gồm các nhóm vũ trang tại Lebanon, Syria và Iraq được Iran hậu thuẫn. Iran được đánh giá là ủng hộ Hamas về tài chính và quân sự, song nhiều lần tuyên bố không liên quan đến vụ tấn công của nhóm nhằm vào Israel ngày 7 tháng 10. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.